đoan trang nết na thùy mị đúng không? Con trai thì phúc đức trí tuệ đa văn mạnh khỏe đấy. Bạch thầy, gia đình chúng con nên làm gì để cháu con khi ra đời được như thế? Con cũng đã có tuổi rồi, chắc không thể chăm lo và nhìn cháu trưởng thành, chắc là được. Cứ tu đi là được, 20 năm nữa thì chắc là được. Năm nay không biết đến 80 chưa mà bảo là lớn rồi. Xin thầy khai thị để cho con được biết ạ. A Di Đà Phật. À, cái trường hợp này thì được rồi, nhưng phải có phải mấy cái việc cần phải làm. Bởi vì lớn tuổi rồi mới có thai, hoặc là cứ có thai lại sảy thai vân vân đó. Cái thứ nhất là phải giữ gìn. Cái thứ hai là mình cũng phải làm việc phước để hồi hướng. Giống như cái trường hợp ở dưới Triều Khúc á. Cháu của cái ông Nguyên là giám đốc sở kế hoạch đầu tư trước đây á, hình như con dâu hay sao. Ông bên này có bà lên đây không? Bao nhiêu năm rồi cũng có lại xảy. Thế năm kia hay năm ngoái gì đấy, thầy cũng lễ cho và bảo là thôi cũng nhất tâm đi. Thế thì cũng có rồi, có được 2-3 tháng rồi. Nhưng có mỗi một cái là gì? Thầy bảo thôi, bảo cháu nó nghỉ đi. Nghỉ đi để dưỡng thai. Với cái trường hợp đấy, thầy biết là trường hợp đấy nó mà vận động nhiều á thì không giữ được. Thầy về bảo đi bảo lại với bà ấy, bảo thôi, bảo một tháng, kể cả tháng nó làm được thì 10-15 triệu nhá, gia đình có thiếu thốn gì đâu. 15-20 triệu đi chăng nữa thì bảo nó nghỉ đi để làm cái đơn xin với công ty. Với cháu nó làm, hình như làm ở chỗ huyện huyện gì, Thanh Trì hay sao á, công tác ở đấy. Thì thầy bảo làm đơn xin nghỉ đi chữa bệnh đi. Mình cứ gọi là nghỉ đi chữa bệnh thì chắc chắn họ sẽ cho thôi. Để dưỡng thai mấy tháng nữa là sinh con. Nghỉ đi đã, chồng nó đi làm là được rồi. Nhưng nó tiếc. Tiếc nhất định nó không nghỉ. Và về thì một hôm đi làm về thì đi xe đi cụ nó sóc quá, nó mệt. Mệt cuối cùng thì không giữ được, bị sảy thai. Đó là không nghe lời. Đó, các trường hợp, cái thứ nhất là cũng phải gì? Giữ gìn cẩn thận, tránh làm những việc nặng, tránh va chạm nặng và tránh leo trèo những gì. Các cụ ngày xưa, tôi thì không phải chưa mang thai bao giờ. Nhưng mà nghe các cụ, các Phật tử mang thai truyền lại kinh nghiệm mà gì? Khi mang thai á thì nên gì? Bớt leo trèo lên các tầng cao. Có nghĩa gì? Leo trèo lên xuống đi phải nhẹ nhàng, không có là sảy thai như chơi. Không có đúng không? Các Phật tử nữ ấy, có kinh nghiệm rồi. Tôi là nam giới mà chưa mang thai bao giờ, chưa biết được. Đấy, nghe các cụ ấy nói thế. Chắc là đúng thôi, bởi vì Việt Nam chúng ta cái gì mà được truyền từ các cụ lại nhiều đời, nhiều năm ấy, thì nó thì thường là nó xác suất đúng của nó phải đến trên 90%. Cho nên cái trường hợp này cũng phải khuyên các cháu nó giữ gìn, đi lại nhẹ nhàng. Ăn uống cũng vậy, cũng phải xem trong cái sách thực dưỡng người ta dạy khi mà mang thai thì phải ăn uống như thế nào cho nó điều tiết cho cái thai nhi nó tốt. Một cái điều đặc biệt nữa không thể thiếu để cho cái đứa trẻ này á nó tốt. Tốt từ tính tình, tâm tính lẫn gì? Lẫn hình tướng bên ngoài. Đó, khi bà mang thai, bà mẹ nên gì? Nên đọc kinh Địa Tạng. Đến trong kinh Địa Tạng nói rồi. Bà mẹ mang thai nên đọc kinh Địa Tạng thì đứa trẻ trong bụng sinh ra thì được khỏe mạnh, được trí tuệ, được phúc báo. Mà nếu mà đến cái giai đoạn mà gần sinh rồi mà không ngồi được nữa, thì bụng nó to không ngồi được đọc kinh nữa, thì chỉ cần niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát là được. Không niệm được to thì niệm to sợ nó mất hơi nó mệt đó, thì niệm trong tâm, nhẩm trong tâm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát cũng được, hoặc Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát cũng được. Hai vị Bồ Tát đấy có nhân duyên rất lớn với cái việc gì? Với chúng sinh ở thế giới Sa Bà chúng ta, đặc biệt là gì? Độ dương. Địa Tạng thì độ cả âm cả dương, Quán Thế Âm cũng vậy, nhưng mà Quán Thế Âm thì thiên về độ dương nhiều hơn. Địa Tạng Bồ Tát thì gì? Vì sao mà những người khó có con mà bây giờ đến tụng kinh Địa Tạng là có con? Đây là một cái gì không bí mật tí nào đâu. Bồ Tát Địa Tạng, khi chúng ta tụng kinh Địa Tạng, vì sao chúng ta không có con? Có trường hợp là do nghiệp chướng đời trước chúng ta phá thai hoặc là sát sinh nhảy vần nhiều, cho nên đời này chúng ta gì rất khó để có con. Vì vậy á, bây giờ chúng ta tụng kinh Địa Tạng tức là để sám hối nghiệp chướng và tăng trưởng thiện căn bồ đề tâm, thứ nhất. Cái thứ hai quan trọng đó là gì? Bồ Tát Địa Tạng
là cái vị thường là xoay đường chỉ lối cho các vong linh gì được siêu thoát khỏi khỏi ba đường ác đạo, địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, và ở dưới gì quay u hồn, được đi đầu thai đi thoát hóa. Cho nên á, Bồ Tát thấy chúng ta gì tụng kinh niệm Phật tăng phúc tăng thọ rồi, tội diệt húc sinh rồi, cho nên Bồ Tát dẫn cái đứa trẻ đó, cái thần thức người đó là gì, thôi cái đôi vợ chồng nhà đó nó được lắm, thôi mày gì hoặc là con gì, con nên đến đó để vào làm con của nhà đó đi, được đấy. Thế là cái vong kia nó thấy là ư, Bồ Tát mà nói ân nhân của mình cứu mình ở từ trong địa ngục ngạ quỷ súc sinh con đường ma đói ra mà, cho nên chắc Bồ Tát không có hại mình, cho nên nghe theo lời của Bồ Tát và nhập thai. Thần thức của họ nhập thai, mà nhập thai rồi á, cái người mẹ mà lại biết tụng kinh Địa Tạng, biết niệm danh hiệu Bồ Tát Địa Tạng, tức là lấy cái công đức năng lực đó để dưỡng thai, thì sau khi sinh ra đứa trẻ đó rất là khỏe mạnh, trí tuệ, ngoan ngoãn và phúc đức như trong kinh Địa Tạng nói đó. Cho nên cái trường hợp này nên bảo bà mẹ nên đọc kinh và nên tụng kinh nữa, ngoài cái việc giữ gìn theo khoa học ra thì còn giữ gìn bằng tâm linh đó như thế. Mà một cái việc nữa có thể, đây là có thể nhé, ví dụ nhà mà có điều kiện kinh tế thì nên cúng một gì tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng hoặc Quan Âm để hồi hướng cho cái em bé đó, cho cái thai nhi ở trong bụng đó, để cho nó tăng phúc lên. Vì trong kinh Địa Tạng nói rằng cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Địa Tạng, hoặc đứa qua kinh Phổ Môn này á, nói là cúng dường tranh ảnh tôn tượng Bồ Tát Quan Âm thì công đức vô lượng. Người á, trì niệm hoặc cúng dường danh hiệu hoặc tôn tượng Bồ Tát Quan Âm bằng cúng dường gì 62 ức hằng hà sa số các vị Bồ Tát. Cho nên là chúng ta có điều kiện, có nhân duyên để cúng dường được tôn tượng của Ngài. Đây là một cái việc làm là rất thiết thực. Nó đem lại cái lợi ích cho chính bản thân mình và cho cả chúng sinh nữa. Làm gì? Tôn nghiêm cho cả cảnh quan của ngôi chùa nữa. Vì các vị cúng dường tôn tượng Bồ Tát Quan Âm hay Địa Tạng, tôi có mang về nhà tôi không? Tôi có cho người khác không? Không, đem thờ chính ở trong ngôi chùa này. Và thờ trong lòng của Đại tượng A Di Đà vì hòa bình thế giới đó. 1 vạn pho tượng Phật. Nếu sau này làm xong cái đại tượng 1 vạn pho tượng Phật ở trong đó, thì đây là một cái công trình gì đặc biệt nhất trên thế giới về Phật giáo rồi. Trên thế giới chưa có một pho tượng nào mà ở trong lòng của tượng là có gì, có đến 1 vạn pho tượng Phật nhỏ trong đấy cả. Chưa có. Cho nên khi mà pho tượng này làm xong, nó chỉ là lớn nhất khu vực Đông Nam Á, chưa phải là lớn nhất thế giới, nhưng mà nó gì, nó đặc sắc nhất thế giới. Và như vậy có rất nhiều Phật tử, tín đồ Phật tử và những thiện nam tín nữ, không chỉ đất nước Việt Nam chúng ta mà bạn bè quốc tế, những người theo Phật giáo, họ về Việt Nam chúng ta du lịch, họ biết rằng sau này đây là một cái điểm đến không thể thiếu. Khi đến Việt Nam, những người có tâm với Phật họ sẽ biết được rằng đây là một điểm không thể thiếu, giống như chùa Hương ấy, là nơi gì, nơi thánh tích của Đức Quán Thế Âm Bồ Tát ấy, họ không thể thiếu. Thì nơi đây sau này sẽ nói là gì? Thánh tích của Địa Tạng Vương Bồ Tát ở Việt Nam chúng ta, cũng như trên thế giới đó các quý vị. Không chỉ thánh tích Bồ Tát Địa Tạng Vương mà còn thánh tích của gì? Của Đức Phật A Di Đà ở Việt Nam chúng ta nữa đấy. Vì khi nói đến Việt Nam, nói đến Phật giáo Việt Nam, vài chục năm sau thôi chắc chắn người ta sẽ nói đến gì? Một đại tượng Phật A Di Đà vì hòa bình thế giới. Đặc sắc, đặc biệt. Cho nên họ đến họ lễ Phật. Mà họ lễ Phật thì trong đó thì có gì? Có tôn tượng của chúng ta cúng dường để hồi hướng cầu phúc cho đứa cháu của mình nhá. Nó đang thờ ở trong đó. Và mọi người mỗi khi chiêm bái lễ Bồ Tát thì họ sinh công đức. Mà họ sinh công đức thì chúng ta cũng có gì? Có một phần công đức ở trong đó. Đó gọi là, nói như thế gian gọi là gửi lãi vào ngân hàng. Gửi lãi vào ngân hàng, gửi công đức vào gì? Vào cho Phật. Và những người lễ Phật ở đời sau này á, họ sinh ra 10 phần công đức thì họ có phải san ra chúng ta 1-2 phần chứ họ có lấy hết đâu. Đấy, cho nên đấy là một cái cách tạo phước để cho gì? Cho con, cho cháu chúng ta nó lâu dài về sau. Đấy cũng là một việc làm. Mà một cái việc làm nữa tôi nghĩ là đây cũng là cái mới, nhưng mà tôi thấy là rất cũng hay. Mà nó có thật.
Cũng ở dưới Triều Khúc Hà Nội về 2 năm trước có cái trường hợp gia đình lâu rồi không có con, mãi không có con, cái có nó lại xảy, có lại xảy không được. Thế đi xem người ta bảo là phải cúng vào cái chùa, cúng lên chùa cái cây xanh á. Cây xanh là gì? Tức là cây phúc á. Tức là cây xanh, tức là cây mà trồng ở trong chùa đó. Thế gia đình lên xin tôi, bảo, thì cứ cúng cây gì thì cúng. Thế gia đình bây giờ mang 2 cái cây sứ bây giờ vẫn ở trước cửa nhà tổ kìa. Thế mang cúng một cái đôi cây sứ lên để thờ đó được. Nhưng đến cái bà cụ, cái bà mẹ của cái đôi vợ chồng đó thì lên cứ xin tôi là làm sớ, để làm lễ riêng cho tôi, bảo không, cứ cúng vào đấy, lên cúng vào đấy. Thậm chí mấy lần gặp tôi còn đuổi, tôi còn lánh mặt, tôi còn đuổi cho nữa. Thế tôi đuổi nhưng mà vẫn cứ lên. Và tôi xem cái tâm của vị này, gia đình này thực sự cầu mà có tin vào Phật và tin vào tôi thật không, hay là chỉ nghe người ta nói xong rồi lên. Đã thế tôi không tiếp. Bà lên cúng cây, bà hôm bà gọi điện cho tôi, bà lên cúng cây, tôi còn không đứng ra tôi nhận nữa. Cho mấy đệ tử của tôi đứng ra để nhận, bảo kê chỗ đấy thôi. Thế tôi tưởng là gì? Tôi tưởng là tôi không tiếp, thế là chán là không lên nữa. Nhưng mà vài hôm sau lại thế lên. Lên lại bảo thầy làm sớ cầu cho con với. Tôi bảo tôi không cần, cứ lên chùa mà lễ đi. Đấy. Lên đến 5-7 lần như thế, cứ bảo làm sớ tôi không làm. Thế nhưng mà vẫn thế lên. Thế một dạo sau bảo là gọi điện lên cho một Phật tử, mấy Phật tử khác cùng lên, lên và kiểu chắc là nhắn tin bảo với tôi là bảo cảm ơn thầy, cảm ơn Phật tổ, là cảm ơn thầy là cháu nó về nó đã có tin vui rồi. Tức là đã có gì? Có thai rồi. Thế là không may, không biết nó làm sao thì tự nhiên cái cây ở bên tay trái từ trong hướng ra, cây sứ đó, tự nhiên nó thối gốc. Cái cây nó thối gốc thì tôi nhìn thấy cái cây nó thối gốc, tôi nghĩ chắc là có điểm báo gì cũng xấu cho gia đình nhà này. Thế được mấy hôm sau thì bà hớt hải lên và nói với tôi là cháu nó đi khám bác sĩ bảo là cái thai bị hư, tức là bị dị dạng, khuyết tật, bị hư, cho nên phải phá đi. Không thể để được, để sinh ra như vậy thì có cái ảnh hưởng tới cả mẹ. Tôi bảo từ từ. Thôi cụ về, cụ đưa cho quyển kinh Địa Tạng, và thôi cụ về cụ tụng kinh Địa Tạng. 49 ngày, hết 49 ngày sau đó bác sĩ mà họ khám mà bảo phải phá thì lúc đó thôi thì cũng bắt buộc thì phải phá. Chứ còn hết 49 ngày á mà đi khám lại họ bảo là được thì cứ để lại. Thế bà cụ về và bà ấy đọc đúng 49 ngày. Thì cái cũng may là gì? Cũng may cho nhà vị cái khi mà cây sứ sắp chết đó, thì có ông Tú ở dưới Thanh Xuân, cũng ở dưới Thanh Xuân, nhà gần ở dưới Triều Khúc đấy. Ông ấy biết chăm cây, ông lên thì ông ấy bảo ô thầy, cái cây này thì nó sắp chết rồi, thầy cho con chữa cho nó. Ừ được, chữa đi. Thế là ông lấy ra ông chữa. Thế chữa thế nào thì mấy hôm sau thì cây nó cứ lành trở lại. Cộng với bà thì bà ở nhà bà tụng kinh niệm Phật. Thế tôi thấy cây sứ nó lành lại thì tôi bảo chắc là ổn. Nhưng mà tôi không dám nói với bà ấy trước. Nhưng mà mình nghĩ trong bụng là ổn. Và cũng cầu nguyện Phật Bồ Tát gia trì cho. Người ta cũng thành tâm. Hiếm muộn con cái thành tâm như vậy. Bây giờ bà lại phát nguyện đọc tụng kinh Địa Tạng ở nhà, nó hồi hướng cho cháu rồi. Thế Phật Bồ Tát thương gia trì cho họ. Thế hết 49 ngày, đi khám bác sĩ ngạc nhiên bảo hết dị tật rồi. Và lúc sinh ra thì cháu nó hơi yếu một chút thôi. Nhưng mà cho đến bây giờ thì khỏe mạnh bình thường rồi. Cây sứ nhà bà thì cũng lành lặn trở lại rồi. Mà cháu sinh ra cũng phải đến tuổi hơn tuổi này rồi. Thì bây giờ lại gì? Bây giờ cháu nó bình thường, một con người bình thường, phát triển bình thường như những đứa trẻ khác. Đó. Cho nên cúng cây nó cũng là cái tốt. Không cúng tượng thì cúng cây cũng được. Một cái cây gì đó, như cây nó phải là sống lâu lâu cơ. Cây mà nó sống ít ít ngày á, ví dụ cúng cây hoa cây hiếc thì cũng tốt, nhưng mà nó sống không được bền. Hoặc cây sứ thì nó không bền đâu mà rất là khó chăm. Cây sứ cây hiếc nó khó chăm. Tốt nhất là cái si xanh đa để mà cúng. Cây vào chùa, kinh nghiệm cúng cây vào chùa, vào đình vào chùa, cứ cái cây gì mà nó sống thọ mạng nó được dài ấy, chúng ta cúng thì gì là tốt nhất. Cây si, cây xanh, cây đa, cây đề. Đó. Các Phật tử mà cầu đạo á thì chúng ta nên cúng cây đề, cây đa, cây đề. Cúng để cầu cho tuổi thọ á thì cầu gì? Cây đa, cây đề. Mà cúng cho gì? Cầu con, cầu cái thì nên cúng gì? Cây xanh. Từ chúng ta nghe cái từ cây xanh, xanh có nghĩa gì? Có màu xanh. Mà cây xanh nó thọ mạng cũng thì rất dài.
có cây nó thọ gì 400-500 tuổi mà nó là ít bệnh, ít, rất ít sâu bệnh. Cây xanh nó rất ít sâu bệnh, rất tốt. Và nói đến đây thì chắc là cũng có duyên luôn. Ví dụ ai mà chúng ta cúng thì ở đây, đặc biệt là đạo tràng nữa, vừa qua gần Tết thì có một cái gia đình trồng cây cảnh ở ngoài sân Tây, người ta, chúng ta biết chùa năm nay chúng ta có nhiều cái nó đẹp, chỉ trong vòng có một tuần, hơn tuần thôi là có nhiều cái yếu tố. Có một cái gia đình ở trồng cây cảnh ở ngoài sân Tây, thầy đi ra thầy nhìn thấy cái vườn cây của ông ấy nhiều mà rất là đẹp. Mua thì mình không có tiền nhiều để mua có 2 cây thôi, nhưng mà chùa thì lại rộng. Thế là ngỏ lời, hôm nay ông đi vắng ngỏ lời với bà, và thấy bà cho thầy mượn vào mấy hôm Tết để trang trí Tết có được không. Thế bà bảo được thầy. Bà bảo được. Thế tôi bảo là thế bây giờ làm cách nào nhỉ để chuyển vào nhỉ? Thì bà bảo thôi, nhà con năm nay cũng đang xây dựng nhà cửa cho nên không có điều kiện để chuyển vào cho thầy mượn. Thì chúng con cho thầy mượn cây, còn toàn bộ cái công chuyển đi, vận chuyển ra, vận chuyển vào thì nhà chùa chịu trách nhiệm. Mình như mở cờ trong bụng, và thế là tốt rồi. Trước đây nghĩ là gì, phải đi thuê. Đi nhờ hội sinh vật cảnh á, thì mình phải mất phải đến 300-400 triệu để thuê, để nhờ thì mới được. Nhưng bây giờ mà mình nhờ họ kiểu mất tiền xe thì mất khoảng 100 triệu thôi. Đúng là Phật Bồ Tát gia trì, cái khó là ló cái khôn. Thế ra gặp mình cứ nói hỏi, nghĩ là cái vườn cây cảnh người ta đẹp như thế, ai người ta cho mình mượn. Thế mà ngỏ lời hỏi mà cái bà bảo được thôi. Nhưng mà chồng đi vắng tôi hỏi thì, thế thì chồng có đồng ý không? Bảo con quyết hết, thầy cứ yên tâm. Đúng là các cụ ngày xưa nói là lệnh ông không bằng cồng bà là chỗ đó. Lệnh ông không bằng cồng bà. Thế ông mặc dù ông đi vắng tôi hỏi thì ông có đồng ý không? Vườn cây của ông cơ mà, bà bảo cây của ông nhưng mà thì con quyết hết, thầy cứ yên tâm đi. Thế gần đến ngày 20, 21 vẫn chưa thấy cây đâu. Mình ngại có mình gọi điện cho bà, thế gọi mình có nói rất nhẹ nhàng, gọi bà ơi thế ông thế nào. Bảo thầy cứ yên tâm đi, con quyết, con hứa với thầy con quyết hết mà. Thế nhưng mà nhà con thì đang bận, anh ấy đi trồng cây dự án công trình tận ở trên Hà Giang chưa về, cho nên thôi thầy xin thầy là qua ngày 23, 24 con chuyển cây vào, thầy cứ yên tâm, con hứa với thầy là con giúp được thầy. Thế là bà ấy cho vào 24, 25, 26 ba ngày chuyển vào, 27 tận 27 Tết vẫn chuyển vào. Cho nên năm nay chúng ta thấy cảnh quan của chùa chúng ta thì nó đẹp nhanh lại như thế, mỗi nơi một tí. Và tôi bảo là được rồi, để gia đình có tâm như thế, để nhưng mà tới đây để xem các đạo tràng Phật tử của tôi, đạo tràng nào mà cúng được cây nào thì để lại cho nhà chùa luôn, thì đỡ phải chuyển đi chuyển về. Cái cây này thì không phải, cái cây to thì đầy rồi. Hôm rồi trong năm thì chỉ có nói trong có một pháp hội tụng kinh Địa Tạng thôi, mà bây giờ cây to thừa rồi. Những cái cây si xanh mà trồng xuống đất là to thì thừa, đúng là thừa rồi. Bây giờ ở trên Ba Trại, Ba Vì và người ta còn cho phải đến 50-60 cây nữa, nhưng mà gì? Thừa rồi, không đi đánh được nữa. Bây giờ đánh về còn phải dành cho một số trồng cây ăn quả, cây sấu rồi cây mít, cây bưởi, cây ấy để ăn quả. Không có trong chùa thì toàn si xanh ra để thì nó cũng nhàm. Thế thì trồng ở lối đi những chỗ căn bản thôi. Còn bây giờ là những cái cây mà để trong chậu, cây cổ thụ để ở trong chậu nữa thôi. Đó. Thì các đạo tràng chúng ta mà đạo tràng nào muốn ngon lành à? Muốn ngon lành thì cứ cúng một cây hoặc một đôi. Đó, thì chúng ta tập trung nhau lại đầu xuân năm mới làm việc phước, trồng cây phước. Đấy, cây xanh tức là trồng cây phước. Chúng ta có thể hoan hỷ phát tâm để cùng một đạo tràng chúng ta có điều kiện thì cây lớn, không có điều kiện cây nhỏ. Hôm qua thầy lượn qua thầy thấy là ông ấy viết, thầy bảo nói với ông bà thôi, ông bà thì cứ viết bán cây bao nhiêu đó thì cứ viết cái giá vào đấy. Nếu mà có Phật tử nào hoặc có gia đình nào hoặc có hội nào mà họ cúng được cây nào thì họ cúng, viết vào đó. Thì hôm qua thầy đi lượn một vòng thầy thấy là có cây cũng đắt. Ngày xưa những cái cây như thế nó phải gì, hàng trăm triệu, nhưng bây giờ nó giảm đi hàng nửa, thậm chí 2/3. Ngày xưa đi hỏi khoảng năm 2008-2009-2010 thì cây cảnh nó vô giá, nó hét ghê lắm. Nhưng hôm qua thầy đi lượn một vòng, có cây người ta trồng phải đến 15-20 năm nay mà thấy người ta ghi cái giá là 15 triệu một đôi, tức là 7 triệu rưỡi một cây. Nhưng có những đôi cây khủng là thầy nhìn thấy hình như cái đôi cây ở gần chỗ đây là thấy 65 triệu một đôi hay sao. Đó. Đôi cây to nhất, đẹp nhất đấy, mà sẽ được thờ nơi trang trọng nhất là trước tượng Phật A Di Đà đấy.
cái đôi to nhất mà đẹp nhất, đôi đấy ông ấy bảo đôi đấy là chúng con chăm sóc là về tay chúng con là gần 40 năm nay rồi mới được như thế. Mà ngày xưa người ta giảo thì hơn 200 triệu rồi nhưng mà không bán, cái ngày mà nhiều, cái ngày mà nó đắt á. Nhưng bây giờ thì thấy ông ấy ghi có 65 triệu. Nguyện đem công đức này trang nghiêm Phật tịnh độ, trên đền bốn trọng ân, giới cứu ba đường khổ. Nếu có ai thấy nghe đều phát tâm Bồ Đề, hết một báo thân này đồng sinh về Cực Lạc. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi Tiếp Dẫn Đạo Sư A Di Đà Phật. Nguyện tất cả chúng sinh đều tín niệm Di Đà, đồng cầu sinh về nước Cực Lạc. Nam